À, một Phật tử đưa ra câu hỏi hỏi thế nào là nghiệp và thế nào là nhân quả. Chúng ta biết nghiệp á, là nó chỉ chung cho tất cả các tạo tác của chúng ta, từ ba nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. À, thân nghiệp như là Đức Phật nói này, ví dụ trong thập thiện nghiệp đạo thì Đức Phật nói là thân nghiệp thì có gì? Có sát sinh, có trộm cắp, có tà dâm đối với các Phật tử tại gia chúng ta. Khẩu nghiệp thì có bốn, đó là vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu. Còn ý nghiệp á, thì có ba, đó là tham lam, sân hận và ngu si hay là si mê. Đấy là nói là gì? Nói về ba nghiệp thân khẩu ý thì gồm có những nghiệp đại khái. Nói về thập thiện thì có như vậy, mà còn nói về gì, nói theo duy thức ấy, thì nó còn rộng hơn nhiều. Mà nói theo gì, vượt ra ngoài pháp số thì có đến gì? Vô lượng vô biên. Nhưng tóm lại, nghiệp lại chỉ chung cho gì, những suy nghĩ, tức là về ý thức đó, tư duy đó, hành động là về thân nghiệp, còn nói năng là về khẩu nghiệp. À, nghiệp nó có thông qua ba phần như vậy là thân, khẩu và ý. À, nghiệp này thì tùy theo, có thể là thiện nghiệp hoặc có thể là gì, ác nghiệp. Mà thiện nghiệp đó thì đấy là tức là nhân gì ạ, nhân thiện thì chắc chắn sẽ được hưởng quả báo tốt. Còn ác nghiệp đó, thì đó là trồng cái nhân xấu, gieo xuống cái thửa ruộng mình cái hạt giống xấu, cỏ dại vân vân, thì chắc chắn sẽ phải thọ cái quả báo gì, quả báo xấu rồi. Đó, cho nên khi nói về nghiệp thì chúng ta phải hiểu rằng nghiệp á, gồm có thiện và có ác, thông qua ba nghiệp thân, khẩu và ý của chúng ta. Đó. Còn á, nhân quả là chỉ cho gì? Cũng chỉ cho cái hành động và tạo tác của chúng ta thông qua ba nghiệp thân, khẩu, ý. Các cụ ngày xưa nói, Phật dạy và các cụ dẫn là ở trong kinh gì? Chủng đậu đắc đậu, chủng qua đắc qua. Tức là trồng dưa thì được dưa, mà trồng đậu thì được đậu. Đó. Mình nói nôm na là gì? Mình trồng xuống cái thửa ruộng của mình á, cái hạt giống là gì? Là hạt dưa. Thì chắc chắn nó sẽ cho gì? Mọc cây dưa và sẽ cho quả dưa. Trồng đậu thì sẽ cho gì? Sẽ cho củ đậu và quả đậu, hạt đậu vân vân. Còn mình trồng xuống cái thửa ruộng của mình á, cái hạt cỏ dại, thì đương nhiên nó sẽ cho gì? Cho cây, cho hạt cỏ dại. Đấy chính là gì? Nhân quả. Gieo nhân nào gặt quả đó. Làm ác thì phải thọ quả báo xấu, làm thiện thì sẽ được cái quả báo gì? Tốt, an vui, hạnh phúc, thọ mạng vân vân. Như là ví dụ như nghiệp không sát sinh mà phóng sinh thì Đức Phật nói thì thường không bệnh tật mà kéo dài thọ mạng. Ví dụ như bố thí thuốc, như là người bác sĩ mà hay đi cứu người vô tư, cứu người bằng cái tâm của mình, không phải vì tiền tài của cải, vật chất, danh vọng, tiếng khen vân vân, mà bằng cái tâm này đi cứu người, thì Đức Phật nói những người đó đời đời sinh ra thường là gì? Thân không bệnh khổ, sinh vào nhà tôn quý, được hưởng là trường thọ lâu dài vân vân. Hay là như trong kinh phân biệt công đức, Đức Phật nói người nào mà hay cúng hoa tươi, tức là hay dâng hoa tươi để cúng Phật đó, thì đời đời sinh ra được thân tướng thì trang nghiêm đẹp đẽ, mọi người thì ưa nhìn dễ coi. À, nếu mà người mà luôn dùng cái tiếng từ bi hỷ xả, từ ở trong tâm, cũng như cái tiếng nói gọi là hòa nhã ái kính đối với mọi người, tán dương khen ngợi những điều hay lẽ phải, thì người đó sinh ra đời đời được mọi người cung kính, tôn trọng và ngợi khen, kính nể vân vân. Đó, đấy là gì? Nhân quả vậy. Ngược lại với những việc đó, tức là gì? Nếu gieo nhân xấu, nhân ác, nếu mà đi trộm cắp thì sẽ bị pháp luật trừng trị và tù đày vân vân.
đó, giữa nghiệp và nhân quả. Mình thấy thì đọc thì chúng ta thấy là về cái kết quả thì chúng ta thấy cũng giống giống nhau, nhưng mà Đức Phật đã phân ra như vậy để cho chúng ta học tập và quán tưởng, tư duy, suy nghĩ, quán chiếu và tu tập cho nó và rõ ràng hơn. Các vị có thể về xem thêm ở trong quyển từ điển Phật học thế nào là nghiệp, thế nào là nhân quả, hoặc xem ở trong quyển Phật học phổ thông của cố trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa, trong bộ Phật học phổ thông có giải thích rõ thế nào là nghiệp, thế nào là nhân quả, rất rõ ở trong đó. Vì thời gian nó có hạn cho nên thầy cũng không thể giải thích hết một câu hỏi cho nó sâu được. Các vị hoan hỷ.